Đây là xa nhà ga của Oslo. Khá là rộng luôn á. Hôm nay đi tàu có mệt không? Không. Không à? Leo lên Oslo mấy lần rồi? Hai lần rồi. Lần này là lần thứ ba đúng không? Đi nào. Hello, xin chào cả nhà. Nhà mình vừa có một chuyến đi tàu từ Trondheim xuống Oslo 6 tiếng đồng hồ đó mọi người. Hơi đuối nhưng mà tinh thần đi chơi thì vẫn rất là vui. Tại vì kỳ nghỉ hè là một cái kỳ nghỉ vô cùng quan trọng đối với người Na Uy và dân châu nói chung. Thường thì họ lấy ngày nghỉ rất dài và thường xuyên đi du lịch vào kỳ nghỉ hè. Và trong vlog ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến một cái kiểu nhà ở mà dân Na Uy hay tìm đến vào kỳ nghỉ hè của họ. Đó là những ngôi nhà hytte hay còn gọi là nhà cabin. Hytte thì cũng có nhiều loại hytte, có hytte cổ và hytte hiện đại mới hơn. Và trong hôm nay á, thì nhà mình trải nghiệm là một cái khu hytte mới vừa mới được hoàn thành vào năm 2021 và đang đón lượng khách hè đầu tiên luôn. Khu hytte này cách thủ đô Oslo của Na Uy là khoảng 50 phút đi ô Căn nhà này tô. thì mới Khu hytte tính này đặc biệt ở chỗ là các căn hytte được dựng theo kiểu mô đun lắp ghép, vừa à, hiện khu đại nhưng này cũng giống vừa cổ, tại vì khu đều này được thì xây sẽ dựng không có bằng những gỗ nên là cái rất là ấm đó mọi người và giữ xây đậm nhưng cái phong mà cách của xứ Scandinavia. Và bây giờ thì bọn mình sẽ cùng khám phá cái khu hytte và căn nhà này có những gì đặc biệt nhé. Và cũng như là mời mọi người đi chơi với nhà Hello mình mọi luôn. người. Công việc lại bắt đầu, công việc bắt đầu này. Hello, bọn mình đang rất là sung sướng tại vì ngày hôm nay bọn mình sẽ ngủ qua đêm, chơi qua đêm ở một cái nhà hytê thuê. Sẽ có 3 4 nhà cùng tham gia vào tối nay nha mọi người. Chị Minh ơi, mình làm một cái hytê tour Bây giờ phải vào nhà để đây trước. rộng lắm để chờ Ở trước là bên ngoài này, bên ngoài có cái cục gì rất là to thế này. mình mở ra chứ hả? Đây Vasagu, wow, mọi người có biết đây là cái gì không? thế mà nhà hàng không nhảy vào đây mà chơi Đây là jacuzzi, bể sục với mọi người đó. Wow, xíu nữa là mọi người sẽ cùng cùng ngồi ở đây nhá. Wow. Đó, wow, thích không? À, đây là một cái lò nướng này, xíu nữa sẽ nướng ở đồ đây nhá. Đấy. Bên này thì có cái ghế sofa ngoài trời và bây giờ mình sẽ vào nha. Wow. Cái hytê này nó có một cái cửa rất là to đã được mở sẵn ra rồi. Anh Hưng vừa mới mở sẵn ra rồi. Đây là cửa mình vào. Wow. Nhìn dễ thương quá ha. Làm để cho thuê nè. Trước mắt là bàn ăn. Ơi. Ừ. Đúng rồi. Đây mình sẽ xem nha. Ở đây là một cái lò sưởi có củi hết luôn. Chưa biết, chút xíu là xem. Bên này là phòng khách. Phòng khách rất nhỏ, rất cushy luôn. Đó. Có bao nhiêu phòng ngủ nhỉ? Ở đây có một phòng ngủ nhỏ nè. Mẹ thì người thấy không? Nhà hytê cho nên là làm bằng gỗ. Mùa đông thì rất là ấm nhá. Đó. Là mình đi. Đi lên nào. Mở hết lên. William lên nào. William có lên không? Con có trèo lên không? Lên đi, leo lên đi. Hello. Chào cả nhà. Hương đâu ạ? Có nước mắm không em? Lên nào, cô lên nữa nào, lên nào.
Đây, trên đây là một cái giường nhá, một cái giường ngủ đôi ngủ nữa nè. Đó. Có quạt đúng không? Đúng rồi, bật quạt cho nó mát nhá. Đó. Hello hello. Hello. Cô Hương tới rồi. Đây, kế bên cái bàn ăn đi vào là toilet này mọi người. Đấy, trong toilet này. Nhìn toilet cũng rất là dễ thương ha. Nhỏ nhắn thôi, vừa đủ. Đây. Đấy, toilet đấy, toilet ở Hita. Nhà gỗ này là rất là ấm mọi người à. Và bây giờ mùa hè thì hơi nóng luôn ý. Mùa đông thì rất là ấm. Đây là cái bếp. Bếp à, nói chung là đầy đủ hết ha. Có cốc. Ôi, có bát luôn nha, có bát đĩa rất là nhiều luôn mọi người ạ. Đấy, đồ. Đấy, đã có đủ đường này, đường có hết rồi này. Nói chung là đầy đủ hết, không thiếu gì. Nói chung là như một cái nhà bình thường luôn. Đây, có đũa. Có đũa luôn. Nhà Việt Nam. Đúng rồi, không biết có nước mắm không? Đầy đủ đũa luôn. Bên đây lại có một cái phòng nữa. Trời ơi, phòng này là phòng đơn mà giường đôi mọi người ạ. Đấy. Một giường, hai giường. Xếp. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đấy. Và bây giờ thì hội này sẽ làm barbecue. Barbecue ăn thôi. Được không chị? Vâng, trước mắt tôi là hội 5 chị em gái đang rất chăm chỉ làm bếp. Nào mọi người nhìn vào đây nào. Hai. Mọi người cho khán giả biết tên nào. Cả là. Ok. Để thế thì sang phần thứ hai xem các chị em đang làm món gì này. Đây là món tôm sẵn nướng ớt. Tôm sẵn ớt. Ớt. Wow. Thơm ngon. Còn đây là món gì nào? Đây là món ớt cuộn. Ớt cuộn. Có phải là sẽ ăn món nướng Hàn Quốc không? Mình thấy rất là nhiều rau này các bạn nhá. Đúng giọng Hà Nội food rồi các bạn nhá. Ờ, ok, đợi anh tí. Ở đây là hai bạn đang rửa bát. Rất là rất ok, các chị em phân công lao động rất hay. Chính là món tô chuẩn bị đem đi nướng. Trông rất hấp dẫn, nhầm nhầm. Wow. Amazing. Đúng không? Bây giờ mình ra mình xem món nướng nào. Ok. Nướng tới đâu rồi? Đây, để mi đi, anh sẽ quay mi. Không biết quay có đúng không? Đúng rồi, phải thêm phụ ấy, không là chưa có là cháy hết đấy. Khi mà ăn như này mình không để expect là gọi là cái gì có phát sinh sen được, đúng không? Mình phải ăn kiểu là cùng rú một tí. Chắc là phải mang đĩa này. Lửa này là lửa tế thần. Trời ơi, rất là tuyệt vời luôn, rất là nhiều đồ ăn ngon luôn. Này, rau này, kim chi này, thịt nướng này, tôm chưa được vào nhở? Còn tôm nữa không? Tôm nữa. Rau nè. Có ngon không Đức Anh? Ngon không? Thịt này về mình ướp lại gì à? Ngon không? Em cho xem sốt thôi đấy. À đây. Còn có gỏi rất là ngon. Gỏi sứa rất là ngon luôn. Anh phải thử hộ mi nhá. Chưa thử là đã thấy ngon rồi phải không anh? Anh nhiệm vụ cao cả. Cảm ơn chú Hải với cô Hường này. Đấy. Trời ơi, một con sứa trời ơi, mình cũng muốn thử luôn. Ôi, sao hả anh? Amazing. Anh đây. Oh no. Oh no à. Có em mua để ăn bánh perfecto. À bún cũng được, hoặc là ăn bánh ăn.
Bây giờ đang là mấy giờ rồi nhỉ? 11 giờ rồi đấy. 11 giờ đêm. 11 giờ đêm nha mọi người. Nhiệt độ ở ngoài bây giờ đang là 12 độ C. Không, không, không có. Nhiều quá đâu anh ạ. Ừ, chỉ cần như thế thôi mà. Chỉ cần như thế thôi. 12 độ C nha mọi người. Trong bể là 27 độ. 37 độ. 37 độ, 35 độ, 35 độ. Còn ở ngoài là 12 độ. Rất là lạnh. Ở ngoài rất là lạnh, ở trong rất là ấm. Đây nó trời tuyết thì chắc là phê nữa nhỉ. Ừ đúng, nếu mà tuyết nữa thì sướng nữa. Nó phê lạnh cái đầu sang nhỉ. Không lạnh đâu, tại vì hồi chị đi bị vào đây nó không có lạnh đâu. Đây lúc đấy em ở ngoài trời ấy hả? Sáng hôm nay dậy thì trời mưa, vừa có một trận mưa rất là to đêm qua mọi người à. Mưa xuyên đêm luôn. Giờ thì mình mới có thời gian để đi một chút xung quanh để giới thiệu cho mọi người. Trời ơi, đôi tình nhân đang nắm tay nhau kìa. Đang nắm tay nhau đi qua một mùa giông bão. Nghe không? Tình cảm ghê chưa? Đấy. Giông bão cả về thời tiết và con người. Đây. Ôi trời mưa cho nên là mọi thứ hơi âm u ấy. Ở đây có một cái view là nó đi thẳng xuống biển đấy mọi người. Đấy, đây. Đây, nhà này có mấy cây thực dược đẹp nhẽo. Đẹp ghê không? Đó. Và nó xây một căn nha. Một căn này mà bán thì không biết bao nhiêu tiền. Mình không biết, chỉ biết giá thuê thôi. Căn nào cũng giống nhau mọi người. Có 3 phòng ngủ. Đó. Thằng ra trời ơi, cái nhà này có cái vườn đẹp dã man luôn. Trời ơi, nó xinh hơn cái nhà mình luôn nè. Nhiều nhờ. Ồ, có salad luôn. Đẹp quá. Trời ơi, cái nhà này xinh quá. Xinh quá nhỉ. Có mấy con có salad trồng mà. Trời ơi, có cả cái dâu đấy chứ. Thuê nhà này thì tuyệt biết mấy. Trời ơi, rất là nhiều nhà đẹp luôn. Và nhà này view, view là view thẳng ra đây luôn. Chị Minh ơi, dưới này rất đẹp. Ở dưới đây có nhiều nhà đẹp hơn khu nhà mình luôn. Ở nhà này rất là đẹp luôn mọi người. Nhìn hàng cây này. Đã quá. Nhưng mà nhà này thì lại không có jacuzzi. Không có bể sục. Đây, view 360 độ. Bên này là một cái sông. Cái sông hả? Ôi, nhìn đẹp chưa? Chiều hôm qua thì bọn mình tới hơi trễ. Rồi lại còn nấu nướng ăn uống tụ tập. Nên là không ra đây xem được. Đây này, rất là đẹp luôn. Hàng cây này. Cây thông rất là đẹp luôn. Wow. Ở cái khu này á, là nó hơi đồng quê một chút cho mọi người. À, có cái nhà cái bán kìa. Không biết bao nhiêu tiền. Mua cái làm thịt tẹ đây, thích thật. Trời ơi, nhiều nhà xinh quá à. Nhà thịt tẹ đẹp ghê ấy. Mọi người thấy không? Hàng cây, hàng cây. Đấy, đi ra. Đây là nguyên một khu phố luôn. Ở đây có một cái kiosk nhỏ để bán kem từ lúc 1 giờ. Lúc 1 giờ đến 20 giờ. À, từ lúc 13 giờ tới 20 giờ. À, nguyên cái bãi tắm này là trời nắng là rất là nhiều người ra đây tắm mọi người à. Hôm nay trời mưa nên không ai tắm hết. Nhiều nhà có jacuzzi nhỉ? Bây giờ thì bọn mình về và dọn dẹp phòng để trả rồi. Mình xin kết thúc vlog tại đây nha. Xin chào và chúc cả nhà một ngày tốt lành. Bye bye.